Mến chào các bạn. Hôm nay Cẩm Nang Mua Nhà sẽ cập nhật đến các bạn thông tin mới nhất về dự án The Global City tại An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị cùng các bạn, công ty thiết kế kiến trúc Foster & Partners đã chính thức trở thành đơn vị quy hoạch thiết kế của dự án The Global City, hứa hẹn sẽ kiến tạo nên khu đô thị toàn cầu văn minh, sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 2 năm 2022, Masterize Homes đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới Foster & Partners để phát triển The Global City. Dự án này với quy mô 117,4 hectare, đây là dự án khu đô thị đầu tiên của nhà phát triển bất động sản này. Foster & Partners sẽ đảm nhận tư vấn kiến trúc đồng bộ cho dự án The Global City, đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến và bền vững để tạo ra một dự án thành phố toàn cầu, đúng như tên gọi của dự án thưa quý vị và các bạn. Thông qua việc hợp tác với đơn vị thiết kế kiến trúc này, Masterize Homes thể hiện tầm nhìn phát triển dự án The Global City thành khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế, một downtown mới, trung tâm thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị và các bạn cũng có thể biết, Foster & Partners là một trong những tên tuổi lớn của kiến trúc toàn cầu. Được thành lập năm 1967, công ty này tiên phong trong xu hướng thiết kế bền vững trong kiến trúc và xây dựng đô thị thông qua nhiều dự án, từ quy hoạch tổng thể đến văn phòng, các công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn. Ông Joseph Aquila, giám đốc khối thiết kế Masterize Homes chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng khi hợp tác với một trong những tên tuổi lớn của ngành kiến trúc và thiết kế để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi với khu đô thị The Global City, luôn hướng tới sự bền vững và dự án xanh. Foster & Partners có sự tương đồng về định hướng và tầm nhìn với Masterize Homes, đơn vị cam kết kiến tạo các dự án biểu tượng được công nhận trên thế giới, xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và thúc đẩy sự bền vững trong thị trường bất động sản." Theo ông Joseph Aquila, The Global City là dự án khẳng định tầm nhìn phát triển bất động sản quốc tế Masterize Homes trong việc mang các chuẩn mực bất động sản toàn cầu đến Việt Nam. Dự án The Global City được thiết kế và phát triển đúng theo xu hướng New Urbanism, chủ nghĩa đại đô thị mới của thế giới. Nơi đây hứa hẹn trở thành khu đô thị phức hợp đa dạng, hiện đại với nhiều tiện ích của một trung tâm thành phố trong tương lai, tọa lạc tại phường An Phú, quận 2. Dự án thừa hưởng kết nối thuận tiện đến các cao tốc, tuyến đường huyết mạch và tuyến metro của thành phố. Với quy mô 117,4 hectare, dự án bao gồm các sản phẩm nhà thấp tầng, cao tầng, villa, nhà ở xã hội, tiện ích y tế và hành chính, một trung tâm thương mại hạng A, diện tích 125.000m² và các tiện ích khác để tạo ra khu đô thị phức hợp bền vững. Ông Toby Blunt, đối tác cấp cao của Foster & Partners chia sẻ: "Đây sẽ là dự án khu đô thị đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi rất hào hứng khi có thể mở rộng danh mục dự án nơi đây. Tầm nhìn vào quy mô của The Global City rất ấn tượng. Chúng tôi vinh hạnh khi hợp tác với Masterize Homes trong dự án khu đô thị độc đáo này. Đây sẽ là nơi tầm nhìn xa trông rộng của đơn vị phát triển dự án được hiện thực hóa với kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi, để đem đến khu đô thị toàn cầu độc đáo." Dự án The Global City trước đây được biết đến với tên gọi Sài Gòn Bình An, thưa quý vị và các bạn. Hiện chính thức về tay đơn vị phát triển mới là Masterize Homes vào tháng 1 năm nay. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 48 tháng. Một số thông tin bên lề thưa quý vị và các bạn. Công ty Foster & Partners là đơn vị thiết kế kiến trúc hạ tầng, cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Với đội ngũ 1.500 nhân sự, công ty có trụ sở tại London và studio thiết kế tại rất nhiều thành phố lớn như Abu Dhabi, Bangkok, Bắc Kinh, Dubai, Hồng Kông, Madrid, New York, San Francisco, Thượng Hải, Thâm Quyến, Singapore, Sydney, thưa quý vị và các bạn. Đội ngũ của Foster & Partners thông thạo hơn 65 thứ tiếng và sở hữu trên 200 kỹ năng chuyên nghiệp xét theo bằng cấp. Riêng đối với công ty Masterize Homes, đây là thành viên của tập đoàn Masterize Group, nhà phát triển bất động sản quốc tế, áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành, quản lý sản phẩm và dịch vụ bất động sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Masteri Homes sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn Branded Residences. Masteri Homes khẳng định năng lực quốc tế thông qua việc đã từng hợp tác cùng các thương hiệu Marriott International, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, với những thương hiệu Marriott, GW Marriott và Ritz-Carlton. Masteri Homes mong muốn kiến tạo những công trình kiến trúc cao cấp và trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, được công nhận trên toàn thế giới. Trên đây là một số thông tin cập nhật về dự án The Global City. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.